chào các bạn. Hôm nay mình làm video này hướng dẫn đến các bạn để giới thiệu các bạn một khóa học, đó là 10 ngày giảm cân ngay tại nhà bằng yoga. Thì giới thiệu khóa học, bạn muốn giảm cân nhanh chóng và loại bỏ ngắn mỡ thừa nhưng lo sợ các biện pháp thẩm mỹ đau đớn như hút mỡ, cắt mỡ thừa. Bạn đang tìm phương pháp giảm cân hiệu quả, tự nhiên, thay vì dùng thuốc giảm cân hay phải ăn kiêng khổ sở. Bạn tự ti vì không thể mặc những bộ đồ yêu thích và lo lắng bệnh lý về tim mạch, huyết áp cao, mỡ máu, thậm chí là ung thư. Bạn bận rộn ở nơi công sở, lẫn việc nhà, không có thời gian đến các lớp thể hình hay yoga, nhưng vẫn mong muốn được chuyên gia hướng dẫn cho bạn các bài tập theo hệ thống và khoa học bài bản. Hay chi phí tham gia các lớp học yoga quá cao, cản trở mong muốn giảm cân nhưng vẫn khỏe mạnh của bạn. Thì đến với khóa học hôm nay thì các bạn sẽ được những lợi ích như sau. Thì lợi ích của khóa học, bạn sẽ đánh tan những phần mỡ thừa đáng ghét ở trên cơ thể của mình một cách đơn giản. Bạn sẽ sở hữu những cơ thể cân đối và nhẹ nhàng, hết sức linh hoạt và dẻo dai nhờ những lợi ích kỳ diệu khác của yoga mang lại. Bạn có thể diện những bộ trang phục mà trước đây không thể nào thích ứng nổi chỉ bằng những bài tập yoga nhẹ nhàng và đơn giản đã được chứng minh trên toàn thế giới. Và đối tượng đào tạo ở đây là phụ nữ từ 25 cho đến 50 và nhân viên văn phòng và những người thừa cân và nhiều mỡ trên cơ thể mong muốn giảm cân tự nhiên, những người yêu thích yoga. Thì đến khóa học hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn, đó là một cái đường link để các bạn đăng ký khóa học này để được giảm giá. Thì các bạn nhìn ở đây thì các bạn đã thấy được cái đường link này, và các bạn hãy click vào đây và sẽ chuyển đến cái trang unica.vn. thì theo cái đường link này thì các bạn sẽ được giảm giá là 40%. Thay vì các bạn không theo cái đường link này thì các bạn sẽ đóng 600.000, nhưng các bạn theo đường link này thì được ưu đãi là 40% của một khóa học. Thì ở đây là một phần giới thiệu về 10 ngày giảm cân ngay tại nhà bằng yoga. Mời các bạn theo dõi. Om Namasaya, chào bạn, tôi là Yvi Nguyễn Hiếu. Bạn thân mến, theo thống kê hiện nay thì tình trạng thừa cân béo phì đang rất phổ biến ở tại nước ta, và ở trên mọi lứa tuổi đều diễn ra tình trạng thừa cân và béo phì do thói quen ăn uống và thói quen sinh hoạt chưa hợp lý. Nếu như bạn đang cảm thấy mình quá béo với lớp mỡ thừa cứng đầu trên khắp cơ thể và bạn không thể mặc vừa những bộ trang phục tuyệt đẹp mà mình yêu thích, bạn thiếu tự tin khi xuất hiện trước đám đông hoặc là khi chúng ta giao tiếp với người khác, và bạn mong muốn thay đổi tình trạng này và bạn đã tìm đến phòng tập, hoặc là bạn đã từng luyện tập nhưng không có hiệu quả, bạn mong muốn có một phương pháp luyện tập dễ dàng mà không phải sử dụng bất cứ loại thực phẩm hỗ trợ hoặc thực phẩm chức năng nào. Nguyễn Hiếu đã có giải pháp để giúp bạn lấy lại dáng đẹp, eo thon và đẩy xa mọi bệnh tật. Chương trình yoga đặc biệt này được thiết kế dành riêng cho bạn, đã được nghiên cứu và thiết kế áp dụng những công thức khoa học nhất của yoga. Và đây là chương trình yoga giảm cân trực tuyến lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, trong suốt quá trình luyện tập, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của Nguyễn Hiếu để gia tăng được hiệu quả bài tập, cùng với những tài liệu và những phương pháp về chế độ ăn dinh dưỡng đầy đủ và khoa học nhất để gia tăng hiệu quả cho bài tập của chúng ta, giúp chúng ta duy trì được hình thể và vẻ đẹp của chúng ta được bền lâu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong chương trình yoga giảm cân tại nhà cùng Nguyễn Hiếu. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy nhanh chóng
đăng ký khóa học ở đây để được giảm giá là 40%. Như lúc nãy tôi đã nêu lên, thì ở đây là giảng viên là Nguyễn Hiếu, đại sứ Yoga Việt Nam. Thì các bạn có thể lên đây tham khảo, và các bạn muốn đăng ký khóa học này thì các bạn vui lòng vào đường link này và đăng ký để được giảm giá các bạn mong muốn. Thân ái chào các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem để cùng học hỏi cách giảm cân tại nhà bằng yoga. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.